Hello, xin chào tất cả mọi người đang xem trên kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình tiếp tục chơi game ETS 2. Thì hôm nay là mình đang ở một cái xa hình để mình thi bằng lái hạng C bằng con xe đầu kéo. Nếu mà cái xe đầu không á là nó được tính là xe là bằng hạng C. Nếu mà tài xế nào có bằng C có thể lái cái đầu không của xe đầu kéo này. Đó, nên hôm nay mình không có mò được mấy xe kia nên mình lấy cái xe này là chạy thi sát hạch bằng C. Các bạn thấy không, con Mercedes này thì trước tiên mà khi mà vào trong xa hình thì mình sẽ quay sơ cái con xe đầu kéo này và mình sẽ dẫn các bạn cùng xem cái xa hình nó sẽ đi tới đâu, nó những mục nào. Mà xa hình này nó gồm có 10 bài nha, 10 bài từ bài 1 tới bài 10 là kết thúc. Mốc điểm là đạt 100 điểm, nếu mà dưới 80 điểm là các bạn sẽ bị rớt đó, nếu ở ngoài đời thật đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem chiếc đầu kéo của mình nha. Đây là chiếc đầu kéo mẹt của mình đây, Mercedes-Benz. Không biết nhãn hiệu gì đây, Achot hay gì đây. Achot này chắc đời 2016, 2017 gì đó. Có anh tài xế đó, anh đó là mình đó, đang ngồi đó. Hai cầu một chí nha, chưa biển số luôn, xe mới luôn. Thì mình sẽ vào sơ lược về cái bài thi nha. Thì bài thi thứ nhất là bài thi bắt đầu. Khi bắt đầu thì các anh em phải bật đèn xi nhan để ra làn, bắt đầu là tắt chứ không từ từ điểm nha, không tắt từ từ điểm. Rồi chạy lên một phút nữa là tới bài thi dừng xe cho người đi bộ. Dừng là không được đạp vạch nha, nếu anh em nào mà đạp vạch là coi như rớt đó nha. Dừng không quá xa vạch, khoảng bao nhiêu mà chưa được nửa mét hay là sao đó, không nhớ rõ lắm. Tiếp tục là bài thi dừng xe và nơi đổ ngang dốc nha. Dừng xe nơi đổ ngang dốc. Thì đối với bài thi này ở ngoài đời thật á, anh em nào mà chạy thường á là người ta sẽ bỏ điểm, bỏ 5 điểm tại cái dốc này, nghĩa là dừng không quá gần với không quá gần và không quá xa đối với cái vạch này. Bắt đầu là kéo thắng tay, bắt đầu là rê côn lên dốc. Cái này bài thi này mà anh nào mà tụt dốc là coi như là rớt luôn nha, đạp vạch là coi như là rớt luôn. Rồi tiếp tục bài thi tiếp theo là rồi mình sẽ bắt đầu di chuyển nha, bắt đầu di chuyển độ máy tới ngang cái vạch kẽ đó. Bắt đầu là đối với những vạch này là phải dồn cái gương này trước nè mọi người, đó rồi gương đó tới tốc độ, tới đây gương này nó hơi khó nhìn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu bài thi nha. Bật xi nhan để trả lái lại cho các bạn thấy. Bật xi nhan bắt đầu. Đây là di chuyển bật xi nhan. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc. Này khó này.
tất cả các bài nha. Rồi. Đúng. Đó, mình đi ra. Lên dốc. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc. Lên dịch xuống không? Để sợ. Tới luôn anh ơi. Trong thi là không được chạy quá tốc độ nha. Chạy quá tốc độ là cứ một lần là bị trừ 1 điểm hay là 3 điểm gì đó. Lâu lắm rồi. Chỉ nhớ bao nhiêu đó thôi. Rồi. Thôi anh ơi. Rồi, bài thi qua vệt bánh. Sẽ vào chỗ hàng xe kia. Bài tiếp theo, bài qua đèn xanh, đèn đỏ có tín hiệu và ngã tư có tín hiệu đèn chứ, mình nhầm. Rồi, tiếp tục di chuyển. Wow, nghe tiếng máy xe này quá đã luôn. Cái bằng lái mà hạng C nó tương đương với có thể lái được cái chiếc xe này nha mọi người. Nếu anh em nào mà lái cái đầu không bằng hạng C, bằng lái vô tư nha. Chỉ là cái có mép nữa thì phải bằng FC. Rồi, qua. Luôn bài thi tiếp theo. Điều. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Qua ngã tư có tín hiệu đèn. Rồi, biết tiếp tục. Rồi mình sẽ chọn cái đầu tiên, cái đầu tiên đó. Thì mình bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Đi từ nha. Đi từ từ hay dừng sát mặt. Đó, không được chú ý. Rồi, tới đây. Tới luôn nha. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc và nơi đỗ. Bài ghép xe vào dọc nơi đỗ thì bài này thì nó đối với xe này nó khá đơn giản rồi. Đấy luôn anh ơi. Rồi, mình sẽ vào chỗ hàng C.
Hồi nãy giờ mình như là mình bị trừ khá là nhiều điểm rồi mọi người. Bởi vì khi mình rẽ sang mà mình không bật xi nhan này, không biết là nhưng mục đó nó có hay không. Rẽ sang mình không bật xi nhan hai lần là bị, cứ mỗi lần là bị 5 điểm rồi, hai lần là mình còn có 90 điểm thôi. Hiện tại thì mình được có 90 điểm rồi, mình mới giờ có bị trừ nữa không. Đó, tới ngang đây vừa mới qua gương này, đó bây giờ đánh lái hết lái luôn, đánh hết lái thì tới mép này dừng lại đó, dừng lại rồi móc hết tài luôn, rồi nha. Lùi trả lại lùi, đánh lái tiếp, lùi tiếp, rồi đánh lái sang bên phụ, đột lùi từ thôi anh ơi, rồi lùi tiếp. Đối với lùi này có thể là trả lái tới lùi được 3 lần nha. Nghe rồi nha. Rồi tiếp tục bài tiếp theo. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Lần này mình sẽ bật xi nhan cho ông là bị trừ. Hiện tại là đang còn 80 điểm. Nếu không bật xi nhan nữa thì sẽ bị trừ. Có tín hiệu đèn này. Đèn điện tích quá nhanh. Rồi, ok, tới luôn anh ơi. Xi nhan đi. Bài thi dừng xe, chỗ có đường tắt chạy qua. Rồi lại bị đường điện rồi, quên bật xi nhan nữa rồi. Rồi đừng quay vô cái gương rồi trên này. Rồi. Bài thi. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Lên 20 luôn mà, sợ gì. Rồi. Đang kết thúc bài thi rồi. Đây, bài thi nguy hiểm. Tín hiệu điều khiển giao thông. Đúng rồi, chạy luôn. Đồng ý phải. Phải kết thúc bài thi nha. Phải rồi. Là... rồi, chồng là đồng ý thôi anh ơi. Càng thắng dần lấy bằng lái. Bài thi tiếp theo. Bài thi kết thúc. Phần thi lái xe trong hình. Thì, mình đã hoàn thành xuất sắc một cái bài thi. Được, nếu mà thi đấu của mình là được 90 điểm. 90 điểm bài thi của mình. Đặt máy rất là ổn. Rồi, bài thi của mình được 90 điểm. Các bạn thử, các bạn tải về, các bạn thi thử nha, nó sẽ ra sao nha. Thì
Thì thôi, clip mình làm về cái này là game NTS2 mô phỏng thôi nha. Mình sẽ dừng tại đây. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Thôi, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo. Bye bye. Nhớ ấn đăng ký và nhấn nút để đón xem những clip tiếp theo của mình nha.